Ok, và xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình, channel Kè Zombie. Thì hôm nay mình lại làm clip cho anh em coi về đánh boss Pokemon ha anh em. Thì hôm nay sẽ là một cái con boss mới. Hôm nay sẽ là một cái con boss mới, đó là chết mẹ rồi, đi lộn chỗ rồi. Boss này là con boss ở dưới tàu ở của thành phố Lilicon City. Thì mẹ có 77.000, giờ còn 77.000. Thì để đánh con boss này á thì đầu tiên thì các bạn phải tới round 104, đi sang phải các bạn vô nhà và các bạn chuẩn bị cho mình một vài thứ. Tại vì khi mà bạn vô tàu á, bây giờ nó không có còn cái chuyện mà các bạn mà cái chuyện mà các bạn đánh boss xong á mà các bạn đánh với một con Pokemon hoang dã xong các bạn thoát ra các bạn vô lại là nó sẽ quay trở lại cái trung tâm Pokemon của các bạn hiện tại đâu, mà các bạn phải mua cho mình dây thừng ha. Tại sao thì chút xíu mình sẽ nói cho các bạn nghe. Mua cho mình dây thừng một bình mắc poison đi rồi. Thì đánh với con Pokemon thì đánh với con boss ở ở trên tàu này á thì các bạn phải chuẩn bị cho mình dây thừng. Tại sao? Tại vì khi mà xuống tàu á cái tàu này nó bị lỗi và thằng NPC ấy, cái thằng admin á nó cũng không chịu khắc phục lại cái lỗi này nữa, nó không khắc phục lại cái lỗi, cho nên bắt buộc là các bạn phải chuẩn bị dây thừng để lát quay trở lại ha. Rồi con đường đi tới đó thì các bạn xuống thành phố Defox Town, thị trấn, các bạn đi sang phải và vào cái chiếc tàu. Mình sẽ chỉ cách cho các bạn khi mà thí dụ mà các bạn có lỡ bị mắc kẹt mà không có dây thừng á thì có một cách, đó là các bạn sẽ đợi cho một cái NPC nào đó hết thời gian, giống như là bạn đã đánh với NPC đó rồi nhưng mà bạn phải đợi một thời gian để các bạn nhấp vào NPC đó mà các bạn được đánh nữa. Lúc đó các bạn lock out, bạn chịu mất tiền, chịu mất phí thì nó mới về được. Còn bình thường đánh với Pokemon hoang dã là nó không bao giờ nó về được các bạn. Đó là cái mẹo dùng để các bạn về khi mà trường hợp mà không thể nào về được, cũng không hỏi ai được. Thì nếu mà bạn có coi clip của mình và nghe mình nói bây giờ mà các bạn hiểu á thì các bạn có được một cái trích ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua chiếc tàu đó và đánh với NPC trong đó, hy vọng là mình đánh với NPC trong đó mình chiến thắng, mình sẽ kiếm được một ít tiền. Bây giờ cuộc sống nó khổ lắm các bạn ơi, kiếm được nhiều tiền chi trải hết, trang trải đồ hết. Rồi cái thuyền đây ha, rồi mình sẽ vô thuyền. Cái thuyền này khi mà các bạn ra các bạn thấy không, ủa được hả? Hồi trước không được nha các bạn, hồi trước là bị lỗi chỗ này cho nên không được, bây giờ ra được rồi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xuống tàu, xuống hầm, vô cái phòng này. Ủa không phải hả, không phải phòng này luôn, phòng nào trời, hình như phòng này ha. Vô phòng này mình không nhớ con đầu tiên của nó là con gì nữa. Thôi mình thử sử dụng con này xài Density Ball coi sao ha các bạn. Sử dụng Gusty đi ha. Rồi mình sẽ đánh ở chế độ Easy nha các bạn. Yes. Con này hả? Con này thì đâu có tới nỗi nào đâu. Không chết đâu các bạn, nó sẽ chết á. Mình sợ con đầu tiên của nó sẽ giết con của mình, cho nên mình phải giết nó trước. Chết mẹ rồi, con thứ hai là con bò. Mình sợ con này có chiêu super power. Nhưng mà con này chắc là đánh vật lý. Ủa đánh phép hả? Xem mình tốt là chiêu hệ phép. Thì chỉ cần gồng gồng chiêu này lên là được. Toxic không có ý nghĩa gì với mình nha các bạn. Tại vì mình có red á, khi mà nó búp toxic vô người mình á là mình sẽ thực hiện chế độ ngủ á, là nó sẽ xóa đi cái hiệu ứng toxic liền.
Vậy là xem Institute là của chiều vật lý. Rồi giờ mình sẽ thực hiện ngủ. Bạn thấy không? Ngủ nó sẽ đầy máu liền và sau đó mình sẽ ăn trái cây vô. Trái lum berry. Thức dậy. Nhưng mà chiều một đêm. Không ăn nhầm gì các bạn ơi. Các bạn cứ búp cho nó mắc cái đam trước đã. Rồi từ từ rồi đánh. Nhiều khi con này á, các bạn búp được chứ con sau các bạn nó đánh chiêu giác đấu là thua đó. Cái chiêu của con này là chiêu Seven Sit tốt, là chiêu phép thì phải. Rồi hồi máu lại. Con thứ ba con này chắc chơi nước. À chơi nước nước đốt. Lửa lửa xanh. Con này trâu bò lắm các bạn ơi. Ăn thua gì nó đâu. Không, lại hồi máu đầy. Làm sao mà đánh được mình. Hên là con này phải hồi máu bằng chiêu ngủ á nha. Chứ con này có chiêu hồi máu riêng nữa thì thôi rồi luôn á. Bạn ghê không? Cái khả năng mà chống chịu đam vật lý của nó cao khủng khiếp. Mình đánh nào không không thấm luôn. Ghê thiệt. Rồi giờ nó mới chịu chết á. Chết mẹ, con này là. Ủa, con này chưa thường à. Tại vì mình nhớ là con này là hệ thép nhưng mà nó đánh chiêu hệ giác đấu được á, tại vì cái nó có bốn, nó tới bốn cái tay lận. Kháng vật lý thì thôi rồi luôn á. Ủa yếu gì trời. Con này cũng mạnh lắm, là phải giỡn đâu. Nó mạnh khi đánh BBB, còn BVE thì chưa chắc. Trời ơi, hệ tâm linh. Ấy con này hệ tiên chứ tâm linh đâu. Mà cũng trâu bò ha. Hệ tiên đá hay gì á. Nhớ con này là hệ tiên đá hay gì. Kiểu dạng kim cương các bạn. Rồi chiến thắng ha. Lên được 78.000 để coi tặng bao nhiêu tiền. Tặng mình 13.800. Whopper là gì thì không biết. Yes, slot kit. Whopper hình như là một con Pokemon gì đó thì phải. Không, Whopper không phải là đồ dụng cụ nha. Trời ơi, Whopper là con này thì đại trà rồi. Con này sau thì tiến hóa thành con mặt ngu á. Cái mặt ngu á, nhưng mà nếu mà có Unawai á thì là bí ẩn. Rồi ha. Đánh thắng con này rồi mình sẽ sử dụng cái sợi dây thừng để mình trở về. Đó, cho nhanh. Sau khi trở về để mình coi nó cho mình con gì. Không được bỏ luôn. Mẹ nó cho mình con cái chỉ số thấp chủng luôn. Obi là Obi thường luôn. Tặng mình đúng là hàng tặng có khác. Trời ơi. Hôm qua mình bắt được một cái con Canet á. Có vật phẩm trong người luôn này. À, lấy vật phẩm ra. Sở dĩ mình bắt con này á, tại vì con này á, hình như là nó có Density Ball thì phải. Dùng nó để dùng nó cho cái team của mình. Để mình coi Density Ball học khi nào. 54. Cấp 54 học được Density Ball. Không có Disable nha các bạn. Density Ball. Con này thì mạnh về tấn công phép và tấn công vật lý cũng mạnh, mà nó là bình thường thôi, không phải mạnh lắm.
Hiện tại thì mình có một con chim có tốc độ 31 và tấn công thường 31 rất là mạnh. Hồi nãy mình đánh với thằng nào quên mất tiêu tên rồi. Ok, clip của mình tới đây tạm dừng ha. Clip hôm nay là đánh bot NPC kiếm tiền thôi các bạn. Rồi nếu mà bạn nào thích clip của mình thì nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.